Thưa quý vị, với diễn biến thời tiết bất thường, nắng nóng gay gắt kéo dài suốt từ tháng 3 đến nay đã dẫn đến thiếu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp ngày càng trầm trọng tại nhiều địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Không chỉ các hồ thủy lợi giảm từ 50 đến 90% trữ lượng nước so với cùng kỳ, thậm chí là một số hồ cạn trơ đáy mà nguồn nước cấp cho sinh hoạt ở huyện Suy Mộc cũng đang thiếu hụt trầm trọng. Trước thực trạng này, chiều nay 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành quyết định số 1214 công bố tình huống khẩn cấp do hàng hán cấp độ 2 trên địa bàn quyền Xuân Mộc. Từ quyết định số 1214, Ủy ban Nhân dân tỉnh do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán xâm nhập mặn, khoanh vùng bị ảnh hưởng do hạn hán, triển khai ngay phương án ứng phó rủi ro tiền tai do hạn hán cấp độ 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ban nhân dân huyện Xuyên Mộc triển khai các giải pháp cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân các khu vực bị thiếu nước nghiêm trọng, tuyệt đối không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt. Thường xuyên theo dõi tình hình trữ lượng nước tại các hồ, tình hình thời tiết để điều tiết nước đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, đầu tư bồn bể chứa nước, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đơn vị có liên quan huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để ứng phó với hạn hán